Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em. Mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng điện. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh. Giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca. Vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa. Ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, ngát hương thơm nho đang kết nụ. Dậy màu đi linh dương yêu dấu ơi, bồ câu hỡi cho anh thấy mặt em. Để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đồi vượt xa. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca. Vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Chẳng hề phai nguyện yêu anh thương anh trọn kiếp. Hỡi yêu em khi vui lúc buồn, đường đời kia bên nhau phải xanh vai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa gia đình họ hàng đôi bên, giây phút này đây chúng ta hiện diện trong thánh lễ, trong ngôi thánh đường của giáo xứ Tân Phú, để rồi chúng ta chứng kiến người con, người cháu của mình một lát nữa đây trước bàn thờ Chúa, trước sự chứng kiến của đại diện hội thánh là linh mục chủ tọa, để rồi đôi bạn trẻ sẽ hứa trọn đời thủy chung với nhau, hứa nhìn nhận nhau là vợ là chồng và chung sống trọn đời với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Trong giây phút này đây chắc hẳn rằng đôi bạn trẻ Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân rất cần đến những lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, để chúng ta cầu xin ơn Chúa, chúc phúc cũng như tuôn đổ tràn đầy hồng ân của Chúa xuống trên đôi bạn trẻ đây, để nhờ phúc lành của Chúa giúp cho đôi bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân với tất cả sự thủy chung, với tất cả lòng yêu mến dành cho nhau. Để lời cầu nguyện, để những tâm tình của mỗi người chúng ta đáng được Chúa nhậm lời và chúc phúc cho đôi bạn trẻ, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối. Lạy Chúa xin thương xót chúng con, vì chúng con đã dâng làm thêm Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đồ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền tâm vững chí trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chức sách Tobia. Bấy giờ Antobia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sara rằng: Này em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa chúng ta, để Ngài đoái thương ban cho chúng ta được ơn lành. Ngài trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Chúa của cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Adam và ban A và cho ông làm người trợ tá đắc lực. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng: Con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Giờ đây không phải vì ham mê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin rủ lòng thương xót con và nàng, xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy tùng phục nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình, như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế,
người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Kính thưa gia đình, họ hàng đôi bên, và cách riêng là hai con Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân rất yêu quý. Có lẽ không cần phải nói ra, chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta đang chuẩn bị hướng đến mừng ngày đại lễ con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Bởi vì chúng ta thấy không phải chỉ ở nhà thờ, mà ngay tại gia đình chúng ta, hay là các hẻm, các ngõ, các con đường đều sáng rực những ánh đèn, đèn lớn, đèn nhỏ, đèn chớp, để chúng ta đón mừng ngày đại lễ Chúa Giáng sinh. Và cái ngày mừng đại lễ Chúa Giáng sinh đó, người ta vẫn gọi đó là ngày lễ của tình yêu. Tình yêu nhập thể, con Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại chúng ta mà con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Vì yêu thương chúng ta mà con Thiên Chúa đã nhập thế qua mầu nhiệm Giáng sinh, sinh hạ từ nơi cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Và đó còn gọi là mùa của tình yêu giữa con người với nhau. Bởi lẽ thường cứ đến mùa, đến những tháng này thì các đôi bạn trẻ thường tiến tới hôn nhân rất là nhiều. Không phải chỉ có ở xứ Tân Phú này đâu, mà các nơi cũng thế thôi. Cho nên người ta nói mùa này cũng là mùa tình yêu giữa con người với nhau. Không biết hai con khi mà đến mùa, những cái mùa gọi là mùa vọng và Giáng sinh sắp tới đây, các con có nhớ đến cái bài hát gì không của mùa này không? Riêng phần cha chẳng mở nhạc đâu, mà ở nhà xứ thì nghe suốt bài hát, còn những nhà xung quanh họ mở thì phải nghe thôi, mình chả cấm được. Thế thì cha nhớ đến cái bài hát Hai Mùa Noel. Mà bây giờ cha chỉ nhớ có một cái câu như thế này, và hát cho
cộng đoàn chúng ta nghe. Mùa Noel đó, tân dân quân vào tình yêu. Có đúng không ạ? À, chả nhớ có câu. À, mùa Noel 2018, ngày thứ bảy, một ngày đẹp, ngày 15 tháng 12, quân tân và quân tay trong tay cùng nhau bước vào thánh đường giáo xứ Tân Phú đây để bày tỏ tình yêu đối với nhau. Để từ nay tân nhận quân là vợ của mình và quân nhận tân là chồng của mình. Để rồi hai con người từ nay sẽ sống với nhau, sống cho nhau, sống vì nhau. Làm sao có thể sống với nhau, sống cho nhau, sống vì nhau trong đời sống hôn nhân gia đình, chọn cuộc đời được, nếu không có được một tình yêu thủy chung, một tình yêu chọn đời, một tình yêu gắn bó suốt cuộc đời. Đấy, cho hai con thấy được ngày hôm nay có lẽ hai con nhìn thấy một tình yêu rất đẹp, một tình yêu rất trong sáng, một tình yêu rất vui tươi, rất là phấn khởi. Thế nhưng trong cuộc sống hôn nhân gia đình, các con sẽ phải đối diện với biết bao những khó khăn, những thử thách, những chông gai. Điều này có lẽ hai con cứ hỏi những người đi trước, những người đang trải qua đời sống hôn nhân, thì các con sẽ thấy được nó chông gai như thế nào, nó đầy những thách đố, đầy những thử thách như thế nào. Vậy thì để vượt qua được những thách đố, những chông gai, những thử thách trong đời sống hôn nhân, để có thể chọn đời thủy chung gắn bó với nhau, hai con phải làm gì đây? Các hai con phải bám vào đâu để có thể vượt qua được? Ở bài đọc thứ nhất sách Tobia mà Đức Tân vừa mới đọc cho chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp, một hình ảnh rất là cần thiết để cho hai con bắt chước noi theo trong đời sống hôn nhân. Buổi tối hôm thành hôn, Tobia đã trỗi dậy và cùng với Sarah, hai con người quỳ gối lên để cầu nguyện cùng Thiên Chúa, để cầu xin Thiên Chúa chúc phúc và ban ơn. Các con thấy không? Rất đẹp. Họ không làm gì khác là quỳ gối lên để cầu nguyện, để cầu xin Thiên Chúa chúc phúc và ban ơn cho tình yêu hôn nhân của hai con người đó. Bởi vì họ xác tín rằng tình yêu của họ, hôn nhân của họ chỉ có thể trụ vững, chỉ có thể đứng vững khi có ơn Chúa đỡ nâng, thêm sức, soi sáng, hướng dẫn, chỉ dạy cho. Đấy, cho nên tình yêu của hai con cũng vậy. Hôm nay nó đẹp lắm, long lanh lấp lánh như kim cương mà đẹp đẽ như hoa hồng. Thế nhưng tình yêu ấy không thiếu những thử thách, những chông gai. Và các con cần phải học ở Tobia và Sarah, một mẫu gương tuyệt vời cho đời sống cầu nguyện của hai con. Để rồi nhờ đó mà hai con mới có thể trụ vững, mới có thể đứng vững, mới có thể vượt qua được những khó khăn, những thử thách để sống trọn đời sống hôn nhân của mình. Như trong bài Tin Mừng Thánh Marco vừa mới nói, Chúa Giêsu lập lại những lời mà sách Sáng Thế của công trình, của ban đầu của công trình tạo dựng đó, để nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu Ngài tạo dựng nên người nam và người nữ, và rồi người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thân xác mà thôi. Có nghĩa rằng hai con người này từ nay qua bí tích hồn phối không còn sống cho mình, không còn sống vì mình, mà sống với bạn đời của mình, sống cho bạn đời của mình, sống vì bạn đời của mình. Đấy, để từ nay không còn là hai nữa, nhưng là một xương một thịt, nên một trong đời sống
nên một trong thân xác, để rồi từ nay Tân và Quân sẽ chung tay chung sức chung lòng để cùng đỡ nâng, để cùng an ủi, để cùng đỡ nâng nhau, giúp nhau và an ủi cũng như vỗ về nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để nhờ đó mà giúp cho đời sống hôn nhân của hai con được trọn vẹn, được tốt đẹp trong thánh ý Chúa. Như vậy, kính thưa họ hàng, gia đình họ hàng đôi bên cũng như hai con rất thân mến, có lẽ giây phút này hai con không cần gì, không phải là vàng bạc châu báu, không phải là của lễ, không phải là cả cha mẹ họ hàng đôi bên sẽ gửi tặng cho hai con, mà cái điều cần thiết nhất trong lúc này mà hai con cần đó, đó chính là lời cầu nguyện của gia đình, của họ hàng, của tất cả mọi người hiện diện nơi đây, để cầu xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên hai con, để nhờ sự chúc lành và hồng ân của Chúa đỡ nâng thêm sức, giúp cho tình yêu của hai con được bền vững, giúp cho tình yêu của hai con ngày càng chớm nở, ngày càng phát triển, để giúp cho hai con sống với nhau, sống cho nhau với tất cả tình yêu mà Thiên Chúa Đấng đã kết hợp hai con, đã liên kết hai con, đã chúc phúc, đã tuôn đổ xuống cho hai con, thì nhờ đó giúp cho hai con sống trọn đời với nhau trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa là Đấng đã nối kết hai con, đã buộc chặt hai con trong sợi dây tình yêu của Chúa, tiếp tục đỡ nâng thêm sức để giúp cho hai con chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình một cách chính thức qua bí tích hôn phối đây, được trọn đời thủy chung với nhau cũng như gắn bó với nhau và mãi mãi chu toàn bổn phận trách nhiệm của người làm chồng làm vợ đối với nhau, của người làm cha làm mẹ đối với con cái trong tương lai một cách tốt đẹp, để làm cho gia đình của mình thực sự trở nên là một tổ ấm của tình yêu thương theo gương mẫu của gia đình Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Giờ đây cha mời hai con đứng lên để chúng ta cử hành bí tích hôn phối. Xin mời hai nhân chứng. Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân, các con rất thân mến. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse và Đức Tân, xin nhận em Maria Trinh Thục Quân làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh phượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em. Em là Maria Trương Thục Quân, nhận anh Giuse Nguyễn Đức Tân làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh,
và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria xin phục quân, xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân dân cha và con và thánh thần. Jose, Đức Tân xin anh chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh cha, con và thánh thần. Cha mời hai con quay xuống cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, tôi bạn trẻ Tân và Quân giờ đây đã chính thức trở nên là vợ chồng của nhau. Chúng ta dành một tràng vỗ tay lớn nữa đây, lớn lên để chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta tiếp tục thánh lễ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để đang cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa và lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ơn cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi danh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tinh với Người và đồng thừa từ vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quang đại ban ân sủng, để điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy
mau giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh dấu và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan, Đức Cha Luy, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ tràn đầy hồng ân của Chúa xuống trên đôi bạn trẻ Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân vừa mới thành hôn với nhau trước bàn thờ Chúa, để nhờ sự chúc lành và hồng ân của Chúa đỡ nâng, giúp cho đôi bạn trẻ sống trọn đời thủy chung với nhau, cũng như chu toàn mọi bổn phận trách nhiệm trong đời sống hôn nhân gia đình, để làm cho gia đình của mình thực sự trở nên là tổ ấm yêu thương theo gương mẫu của gia đình Thánh Gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Gioan Bautista, là người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng ta hồ đồ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự như. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho những người vợ chồng vừa bước vào đời sống hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa để tham dự tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy Cha Chí Thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình anh Cha, cho họ con nam con nữ, để người nam và người nữ khi được liên kết lên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian.
Lạy Chúa, để mà khai chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà riêng ta giao ước, Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được to bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con này xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là Giuse Nguyễn Đức Tân và Maria Trương Thục Quân, và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đôi bạn biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi đôi bạn cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, đôi bạn trở nên y hợp tâm đầu. Lạy Chúa, xin cùng cho đôi bạn biết làm việc để nuôi sống gia đình đôi bạn gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chung được nhân vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỷ Chúa đây là Maria Trương Thục Quân, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, chỉ biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cung dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là Giuse Nguyễn Đức Tân, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lạy Cha Chi Thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha đang ao ước tiến tới bàn tiệc của Cha ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa, hãy đến nơi bạn thích ta, hãy đến hẳn hoài tình ta, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu ơi, em ơi, mau tiến lên, lời nguyện ước hôm nay chẳng hề phai, nguyện yêu em, thương em cho kiếp. Bên nhau phải sánh vai, chẳng lo chi khi ta có được nhiều, và bên ta Chúa luôn dịu dàng. Ôi em yêu, sao còn ngại chi? Hãy đến nơi bạn tình ta, hãy đến hãm bài tình ta, vì Chúa chính là tình yêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thanh thiền theo dõi những đình chê Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một công đoàn thanh thiền và đã bồi dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trước khi bàn phép lành cuối lễ, con xin hết lòng cảm ơn cha chánh xứ của giáo xứ Tân Phú đây đã cho phép con về đây để cử hành thanh lễ hôn phối cho cháu của con. Xin Chúa ban tràn đầy phúc lành của Chúa xuống trên hồn xác cha, đặc biệt trong mùa Giáng sinh sắp tới đây. Cha đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa Hài Đồng để luôn có đủ nghị lực, đủ sức mạnh và nhất là sự khôn ngoan sáng suốt của Chúa Thánh Thần để lãnh đạo dẫn dắt đoàn chiên của giáo xứ Tân Phú. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn cha. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con lòng nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vinh cầu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. Ngày hôm
trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có rồi, nơi buồn vui mãi mãi bên nhau. Hân xin mẹ thương dặn dìu, tình yêu dâng cao. Hạnh phúc đã đến đây rồi, cho hai người kết tình lứa đôi, để cuộc đời từ nay đổi mới, xanh bước trên vai đến tương lai tuyệt vời. Đời chung tin hai người đón hứa mãi tươi hồng, trong tình yêu Chúa mãi vuông tròn, không hề tan úa hôm nay đến muôn ngày sau. Nguyện xin Chúa ban xuống cho hai người đời yêu thương trong thánh ơn của Ngài, cùng nhịp bước cất tiếng hát mừng vui, mến yêu người sống cho người. Ngày hồng tươi duyên thắm môi cười, cao lời khấn nguyện thiết tha, xin ơn trời dù thương thánh hóa, chúc phúc cho người sống yêu thương trọn đời. Ngày mừng vui sẽ được tiếp nối, nếu trong đời có tình yêu Chúa, những ân tình luôn còn chan chứa, khi có Chúa dẫn đưa tình yêu. Nguyện xin Chúa ban xuống cho hai người đời yêu thương trong thánh ơn của Ngài.